Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay lại kênh ô tô 8S. Trước mắt quý anh chị là chiếc Hyundai Accent. Accent là dòng xe luôn đứng đầu về doanh số xe bán ra tại Việt Nam. Trong phân khúc hạng B của nó, Accent và Vios luôn thay nhau đứng đầu về doanh số. Accent với thiết kế trẻ trung năng động luôn được các anh chị trung tuổi chọn lựa. Hyundai Accent tại Việt Nam có tất cả 4 phiên bản, 2 phiên bản số tự động và 2 phiên bản số sàn, với giá bán từ 388 triệu đến 542 triệu tùy theo từng phiên bản. Ở phiên bản cao nhất, Accent đặc biệt được trang bị nhiều thiết bị an toàn và tiện nghi như chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VMSM, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cảm biến lùi, điều khiển hành trình Cruise Control, cửa sổ trời, có cảm biến đèn pha tự động, gương chiếu hậu gập điện chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động, điều hòa tự động, ghế được bọc da. Xe có 6 màu: trắng, đen, đỏ, bạc, vàng be và vàng cát. Hôm nay đầu tháng 1 năm 2022, ô tô 8S xin chia sẻ giá bán và giá lăn bánh của từng phiên bản xe Accent. Đầu tiên là phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT Bay, hay còn gọi là Accent số sàn bản thiếu. Giá bán tháng 1 là 388 triệu. Giá lăn bánh tại Hà Nội là 438 triệu, giá lăn bánh tại tỉnh là 416 triệu, giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 426 triệu. Nếu quý anh chị và các bạn muốn mua trả góp, cần chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội cần tối thiểu 130 triệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh cần tối thiểu 116 triệu. Tại tỉnh cần tối thiểu 106 triệu. Với phiên bản này chỉ có 2 màu trắng và bạc cho quý anh chị chọn lựa mà thôi. Với phiên bản này với nhiều đại lý vẫn còn đủ màu. Do lượng đặt về của mỗi đại lý không nhiều, vì thế quý anh chị nào có nhu cầu cần thì đặt xe luôn để được phân xe. Đối với phiên bản số sàn bản đủ, giá bán hiện tại 466 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 518 triệu, giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 506 triệu, giá lăn bánh tại tỉnh 496 triệu. Nếu quý anh chị và các bạn muốn mua trả góp thì cần chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội cần 150 triệu, tại tỉnh cần 125 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh cần 135 triệu. Với phiên bản này có đủ 6 màu cho quý anh chị chọn lựa. Với phiên bản này thì đại lý đặt về cũng không nhiều. Nếu quý anh chị muốn đặt xe đi Tết thì cũng cần đặt sớm để đại lý chuẩn bị xe. Còn đối với phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn, giá bán hiện tại là 501 triệu, giá lăn bánh tại Hà Nội 555 triệu, giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 542 triệu, lăn bánh tại tỉnh 532 triệu. Nếu quý anh chị và các bạn muốn mua trả góp thì cần chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội cần 165 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh cần 140 triệu,
tại tỉnh cần 130 triệu. Phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn này hiện đang rất khan hàng, chỉ còn một vài đại lý còn hàng mà thôi. Nếu quý anh chị muốn mua trước Tết xin liên hệ ngay. Còn đối với phiên bản số tự động bản đặc biệt, giá bán hiện tại 542 triệu, năm đánh tại Hà Nội là 598 triệu, năm đánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 585 triệu, năm đánh tại tỉnh 575 triệu. Nếu quý anh chị muốn mua xe trả góp thì cần tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội cần tối thiểu 170 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh cần tối thiểu 152 triệu, tại tỉnh cần tối thiểu 142 triệu. Với phiên bản ASEAN đặc biệt, hầu như các đại lý đều không có xe, không đủ màu để giao. Quý anh chị nếu có nhu cầu thì cần phải đặt cọc ngay. Chi tiết xin liên hệ hotline bên dưới. Ngoài giá xe trên, đại lý còn khuyến mại thêm thảm chân cao su, bọc vô lăng, nước hoa và thẻ dịch vụ. Cũng có thể có đại lý còn ra lộc vài triệu. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm tới xe ASEAN thì ngay góc trên màn hình có số tư vấn, hãy alo để biết thêm giá và chính sách khuyến mại. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau.